khăn cổ vòng nó là khe sáng khe tối trượt lên nhau, còn quấn cầm quấn là nó có một màu, đúng không, phẳng từ trên xuống dưới, nó có cả mẫu luôn, không biết đang không biết là để chỗ nào đâu. Vẽm tranh thì biết như nào chưa? Vẽm tranh thì đấy em cũng chưa tiếp xúc, có là gỗ thì em cũng gỗ kia. Còn vẽm tranh thì giống hệ vẽm cuốn, nhưng mà nó sẽ in tranh lên. Em mà thích in tranh gia đình em lên được, thích in tranh gì cũng được, thích biển, thích suối, thích rừng, thích cây, thích cái gì in cái đấy. Đấy thì nó chị hay thấy ở quê nó hay hay dùng, quê nó thích màu mè hoa lá. Với một đối tượng nó hay dùng đó là những cái quán cà phê. Còn trước thời gian trước mấy năm về trước thì người ta hay dùng. Bây giờ thầy nghĩ là bây giờ nó cũng theo xu hướng. Đúng rồi, nhưng là mà cách đơn sự thì nó thích sự đơn giản. Đúng rồi, đúng rồi. Càng ngày càng giống Hà Nội mà. Vâng. Còn một số những nơi mà vẫn thích đèn tranh là em có thể tư vấn được là biết cho em chỗ nào không? Quán cà phê. Cà phê trang trí. Cho em hỏi chút những cái rèm, ví dụ tất cả là những cái rèm gỗ hoặc là bầu vòng cuốn với tranh này là ví dụ là cùng, thường thường thì cùng một công ty nó sẽ làm hết hay là cùng công ty nhé. Công ty ở dưới Hà Nội nó có mấy công ty lớn lắm, mấy công ty lớn lắm thì mình chỉ cần đặt của họ thôi. Gỗ bầu vòng cuốn tranh rất nhiều loại khác nữa, ở trong riêng cái này cái thể loại cầu vồng này bên trong nó đã có rất nhiều loại khác rồi, giống như là rèm Roman hay là rèm lá dập, thì những cái đấy mà em liên hệ với họ, tức là chị sẽ giúp em liên hệ hoặc là chị liên hệ cho em, họ sẽ gửi cho em những cái quyển mẫu như kia về, thì bên trong này có hết, mở ra là có hết. Nó nhàn ở chỗ là gì, em còn không phải định giá thôi, nó có định giá hết rồi, em đi đo cho khách em chỉ cần mở ra và giá ở đây tính tiền luôn, nhà lắm. Nên đây là một cái loại đèn nữa. Viện đây là đèn gì? Đèn của ông. Đúng rồi đấy, đèn của ông. Để chống mũi. Đúng rồi, cửa để chống mũi. Thì hai cái này có thể tách nhau ra và kết hợp trong một cửa. Thì có khách hay không là do mình đi tư vấn. Mình đến nhà khách mình nhìn thấy có vấn đề là mình có thể tư vấn được. Ngày hôm nay họ có thể chưa là lắp, nhưng một ngày đấy họ thấy những ngày nhớ lại những gì mình nói họ sẽ lắp. Ví dụ như mình đến một cái nhà mà thấy sân vườn nhà rất là giàu, nhưng lại gần sân vườn, gần cánh đồng, gần những cái bóng cao áp, rất là nhiều những cái con bọ đúng không, mà đám cao áp nhiều con bọ lắm đấy, hoặc là mình gần cánh đồng thì nhiều muỗi đúng không. Bây giờ mình, người ta không có nỗi đau, người ta không biết cái nỗi đau đấy là người ta hay bị muỗi đốt, nhà nhiều muỗi, nhưng mà khi mình giới thiệu thì người ta mới biết được. Mình giới thiệu là nếu mà anh chị làm cái rửa đồ chống muỗi này thì nó sẽ phòng của anh chị cứ không gần gần như không phải buông màn nữa, ngăn cản rất là nhiều muỗi với ruồi bay vào nhà anh chị đấy. Thì có cả hai cái loại kết hợp với nhau, cái này do nào, cái này trong biết là cái này nó rất dễ lắp vào trong, tại vì nó sao biết là khung này rất dễ lắp vào trong cửa, thậm chí nó còn nằm được lên trong. Cái đèn của ông lắp được vào cái khung này luôn. Còn nếu mà cửa nó chống muỗi thì không lắp vào đây được thì nó không có tác dụng. Này lắp ra ngoài này, vào cái khuôn cửa ấy. Nhưng cái này thì lại sẽ nếu mà đo thì nó sẽ hơi đặc biệt một tí, và mình sẽ phải đo chiều rộng. Nó không như những cái kia là nó hộp dèo lắp trên này đúng không? Mà cái này là mình phải nó có khung bao quanh, nó bốn khung thì mình phải đo chiều rộng 3 điểm, chiều cao cũng 3 điểm. Sau khi mình đo 3 điểm thì mình đều lấy điểm min, sau đó mình trừ đi 0.2 ly thôi, trừ đi 2 ly thôi. Bởi vì cái này ấy, mà em trừ nhiều thì nó hở, mà em phải tốn keo, mà keo thì rất đắt, phải chít keo xung quanh này đúng không? Không chích keo thì muỗi nó vào mà nó cũng không thẩm mỹ. Thế nên là trừ ít thôi. Và đặc biệt những cái khung kính như kia thì nó chính xác lắm, nên là không cần phải trừ nhiều. Cái này có lắp phủ bao giờ? Tức là cái cửa bình thường này lắp phủ hẳn ra ngoài. Có, chỉ có lắp phủ.
mình biết chắc chắn khách thì mình phải khi mà cái cửa nhà ta chẳng còn chỗ nào, mặc dù cái này nó rất là bé, nó rất là bé nhưng mà cửa nhà người ta nó chẳng còn cái chỗ nào để lắp. Nếu nó bé 10 phân nhá thì chị vẫn nhét được cái cửa này vào giữa, vào giữa cái cửa nhôm kính và cái khung inox người ta ấy, lắp vào giữa này vẫn được. Nhưng có những nhà mình chả hiểu người ta lắp kiểu gì mà không còn chỗ nữa, thợ chị đi vẫn bảo là phải lắp ở ngoài. Và lúc này thì mình chỉ phủ ít thôi, phủ chỉ 4 phân thôi. Nhưng cái trường hợp này nó ít, tại vì cái khung này của mình nó khoảng 4 phân này, 3-4 phân gì đấy này, chứ không bao quanh gì này. Nhưng mà ít lắm. Chị hiểu, nếu mà bây giờ cửa này mà làm dèm gì, đầu tiên là làm dèm gì nào? Cái cửa này thì làm dèm vải. Ừ. Làm dèm vải hoặc hoặc làm dèm gì? Có thể làm tủ ong. Đúng rồi, tủ ong thì làm gì? Tủ ong thì làm như nào? À, ý là chị bảo tủ ong thì làm như nào? Ừ. Tủ ong thì, theo em thì... Ý là chị theo chị là theo em chị là muốn dọc hay muốn ngang lên hay sao? Không, tức là em muốn gắn trên kính hay em muốn làm hẳn một cái bên dưới phủ ra ngoài? Không, cái này thì em nghĩ là gắn trên kính. Đúng rồi. Vâng. Nếu em làm tủ ong thì em sẽ làm gắn lên kính. Vâng. Từ một cái một. Dạ. Còn nếu dèm vải em đo như nào? Dèm vải rộng trước đi. Rộng thì em đo phun cửa. Đo phun cửa. Vâng. Quan sát vâng lại xem. Nếu em đo phun cửa thì cái đoạn vâng từ chỗ cái tường kia lên là của chị bị trống kìa. Đúng không? Là. Hình dung không? Em hiểu rồi. Không, nó có nghĩa là từ đây, chị đo từ đây đúng không? Vướng nước xả đó. Đấy. Vâng. Cái chỗ này em buộc phải đo từ đây. Vâng. Và bỏ lại cái chỗ này sang bên kia thì cái chỗ này nó mới kín được. Vâng. Hiểu không? Đấy, nó phải linh động. Công thức thì nó chỉ là một phần thôi. Cửa này mình không thể làm đến đây được, tự nhiên hở đoạn này ra rất xấu. Vâng. Thế còn chiều đây là chiều rộng, còn chiều cao? Chiều cao ấy. Ừ. Chiều cao thì như vừa chị lại thì cách chân cách đất 3 phân. Cái đất 5 phân thì ạ. Cách đất từ 1 cho đến 3 phân thôi. Khi nào 1, khi nào 3? Khi mà chị làm ở thành phố ấy. Ở đây thì đặc biệt là nhà chung cư, nhiều nhà họ cũng thích chạm đất cơ. Rất củ chuối, họ cũng thích chạm đất 5 phân cơ. Có những nhà mà chị làm xong rồi cách đất nửa phân rất đẹp, bắt tháo về làm lại. Khi nào chạm đất trùng đất thì họ mới chịu. Ở Hà Nội thì tính chất là nhà nó cao, nó sạch, ít bụi nên là thất đất càng ít càng tốt. Nhưng mà chạm thì hiếm nhất, chắc là 100 người mới có một người ta yêu cầu quái đản thế thôi. Chứ còn bình thường là ở thành phố thì từ 0,5 đến 1. Còn ở nông thôn thì từ 3 đến 5. Nông thôn thì nó lại khác. Nó cần sạch sẽ, bụi nhiều, trẻ con nhiều. Không hiểu tại sao, mà đấy là tính chất rồi. Mà chị dạy nhiều các bạn ở tỉnh thì cứ toàn cách như này thôi. Nhưng mà bọn chị làm thì cũng không được cách nhiều này đâu. Thì với cái cửa này thì em ví dụ phòng khách đi lại nhiều này thì thôi gạch đất với lại cái khung này là nhìn theo nó dày như thế này mà thì nó không thể hở sáng được thì mình có cách khoảng 3 phân như thế này, cách khoảng 3 phân là vừa trung bình thành phố thành nông thôn.